Ok. Rồi xin chào tất cả các anh chị nhé. Wow. Pin. Rồi xin chào tất cả các anh chị. À, chúc tất cả chúng ta một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhá. Một tháng mới này thành công rực rỡ luôn. Tiền về ngập tài khoản nha anh chị. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào trân trọng nhất tới thầy Mr. Lê Huy cùng phu nhân của thầy, tới nhóm trưởng doanh nhân trẻ tuổi Miss Thanh Tú, Mr. Công Minh, Miss Khắc Hùng, Miss Văn Thông, cùng tất cả các anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay nha. Chúc chúng ta một tuần mới, tháng mới thành công rực rỡ, tiền về ngập tài khoản, và chúc cho anh chị mục tiêu của mình về một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất, được không ạ? Chưa tuyệt vời luôn, và chúc tất cả chúng ta đón một ngày lễ quốc tế lao động, đúng không ạ? Ngày 1 tháng 5 tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập tiếng cười. Xin chào tất cả các anh chị, em chào chị Hòa, chào tất cả, chào chị Dung nha, chào tất cả các anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chu kỳ 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sang ngày số 7 anh chị, thoát khỏi cánh cửa tiêu cực nha. Trước khi mà mình vào cái buổi thực hành lòng biết ơn ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau ra quyết định. Và sau cái buổi học này chúng ta nhận được giá trị gì, chúng ta hãy làm theo một cái thói quen của người thành công. Thì sau này mỗi một ngày anh chị làm nó biến được vào thành lối sống của mình. Thì mỗi một lần anh chị ra một cái quyết định gì đó, làm một cái việc gì đó, là chúng ta đều phải ra quyết định trước, hoàn thành trong tâm trí trước khi bắt đầu nha anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau dành ra 1 phút anh chị, dành ra 1 phút nhé, để chúng ta cùng nhau ra quyết định cho cái buổi học của ngày hôm nay. Và 1 phút bắt đầu, xin mời tất cả các anh chị. Chị vời quá, chúng ta quay trở lại thôi nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề của ngày hôm nay, đó chính là cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực. Thì bao nhiêu anh chị đã có cái thói quen anh chị, bao nhiêu anh chị đã có cái thói quen là chúng ta cầm viên đá để chúng ta đi ngủ, chúng ta nói lời biết ơn, tập trung vào viên đá, nói lời cảm ơn và cầm viên đá đi ngủ, chúng ta không cần giúp hai giúp thủy ạ. Chúng ta nhớ chúng ta phải cầm nha, chúng ta phải cầm viên đá trước khi đi ngủ, bởi vì là chúng ta tạo thành một cái thói quen cho mình nha anh chị nha. Phải biến nó thành cái lối sống của mình, thì dù sau này là có 28 ngày chu kỳ làm biết ơn hay không có thì mình cũng vẫn cầm nó đi ngủ, đúng không ạ? Thì cầm mọi lúc mọi nơi luôn anh chị ạ, lúc nào thì cũng cầm trên tay nha, rất là thích luôn đó. Và khi mà cảm xúc của mình không được vui đó anh chị, chỉ cần nhìn vào viên đá thôi là đã chuyển hóa được cảm xúc của mình rồi anh chị ạ. Đó. Thì ngày hôm nay thì Thủy sẽ cùng với cả tất cả các anh chị bước sang một cái bài số 7, đó chính là cánh cửa thoát khỏi sự không tích cực. Và cái chương ngày hôm nay, nếu như anh chị có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình hàng ngày, thì anh chị sẽ biết cách chuyển hóa
những cảm xúc của mình. Và khi anh chị tập trung vào cái điều gì đó, khi anh chị tập trung vào những cái điều mà chưa có đủ đầy, hoặc đôi khi mình không nhớ đến lòng biết ơn, đôi khi mình hay quên ấy, mình tập trung vào những cái điều không tích cực, thì mỗi một lần mình tập trung vào những cái điều không tích cực như là mình hay phàn nàn này, kêu ca này, đấy, rồi đôi khi thì mình cứ nghĩ rằng là ôi mình mong muốn mình tốt cho người ta lắm, mình mong tốt nốt con của mình muốn thế này, mình muốn chồng mình làm thế này, mà tại sao họ lại không có nghe theo lời của mình đó. Mình mặc dù là mình rất là muốn, mình rất là muốn tốt cho người khác đó, thì tác giả có chia sẻ như này anh chị, tác giả chia sẻ rằng khi mình phàn nàn, mình chỉ trích là mình tập trung vào những cái điều không tích cực trong một thời gian dài. Và khi mà mình tập trung trong một cái thời gian dài đó, thì những cái dấu hiệu này nó sẽ cho mình cảm thấy là mình chưa đầy đủ tình yêu thương và lòng biết ơn. Thứ nhất là mối quan hệ của mình nó sẽ dẫn đến là tình trạng là nó không được tốt đẹp. Thứ hai là mình bị áp lực về tài chính. Tài chính của mình không thuận lợi, không được lưu thông. Đó, khi mà mình không khỏe nha, mình chưa đầy đủ lòng biết ơn với sức khỏe. Khi mà mình tài chính chưa dư giả, chứng tỏ mình chưa đầy đủ tình yêu thương và lòng biết ơn với tài chính. Cũng như trong mối quan hệ của mình, tại sao mà mình suốt ngày chiến tranh lạnh? Tại sao mà mình cứ không vui với cả con cái của mình? Thì mình lúc đấy mình phải hiểu rằng mình chưa đầy đủ tình yêu thương. Chưa đầy đủ tình yêu thương và lòng biết ơn, đúng không ạ? Vấn đề sức khỏe nó sẽ không thuận lợi, có nhiều tình huống sẽ xuất hiện và nó báo hiệu cho mình là chưa đầy đủ lòng biết ơn trong một thời gian dài đó anh chị nha. Và mình bị cuốn vào những cái điều không tích cực. Chúng ta chỉ cần ấy, kể cả dù có thủy hay không có thủy, thì anh chị chỉ cần cái quan sát cái cuộc sống bên ngoài của mình, thì mình sẽ biết được cái nội tâm bên trong của anh chị. Bởi vì cái gì giống nhau thì hút lẫn nhau. Nếu như bên ngoài chúng ta toàn tập trung vào bên trong, nếu như bên trong của chúng ta toàn tập trung vào những cái điều tích cực nè, tốt đẹp nè, thì nó được thể hiện ra bên ngoài ngay anh chị. Còn nếu bên trong của mình không vui vẻ, không hạnh phúc, không tích cực, không tập trung vào tình yêu thương, thì nó sẽ hiện ra cái hoàn cảnh ở bên ngoài luôn. Và mình thu hút những cái điều kiện không tốt đẹp đến với mình. Đó, bên ngoài như thế nào thì mình phải nhìn lại ngay ở bên trong của mình nha. Bởi vì là qua một quá trình rồi, cả một thời gian dài rồi, mình không tập trung vào bên ngoài, bên trong của mình ấy, mình không tập trung vào những cái điều không tích cực. Đó, cho nên là mình mới bị như vậy thôi. Đó, cho nên mình mới điệu như là nhiều người thì hay nói là chị có nợ thế này, nợ thế kia. Đó, thì là bởi vì bên trong của mình này, mình luôn lo sợ. Mình tập trung vào nợ nần nhiều quá. Đó, cũng như là những cái trường hợp họ thực hành, có những người nhé, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, nhưng chủ yếu là họ chỉ biết ơn thôi, giống như là họ chỉ kiểu theo cái nghi thức đó anh chị. Mình nghĩ nó tốt nên là mình cứ ghi ra thôi, nhưng mình không biến được nó thành lối sống của mình, mình không biến được nó thành của mình. Cho nên là kể cả mình có ghi ra nhưng mình không có cảm xúc nha anh chị, thì mình cũng không có cái kết quả gì hết trơn ạ. Mình gọi là chỉ được anh chị em nhóm trưởng bảo mình ghi là mình ghi thôi, mình không có hiểu cái gì nó hết trơn. Mình cũng không đưa cái cảm xúc của mình vào, không đưa cái sự khát khao thực sự của mình vào, thì mình cũng không có cái kết quả nha anh chị nhỉ. Mình không có cái kết quả đâu anh chị. Và anh chị có thể dò cái trang 81 ra giúp chị. Ở cái trang 81 bác sĩ bác có nói này. Trang 81 nhưng bác nói: khi có một mối quan hệ trong tình trạng khủng hoảng, hoặc khi bạn áp lực về tài chính, vấn đề sức khỏe hay công việc hay khó khăn, những tình huống tiêu cực sẽ xuất hiện. Vì khi đó bạn thiếu đi lòng biết ơn trong một thời gian dài. Nếu không biết ơn mọi thứ trong cuộc sống, thì một cách vô thức chúng ta xem điều đó là hiển nhiên. Xem điều đó là hiển nhiên chính là nguyên nhân gây ra sự tiêu cực. Và khi đấy bạn nhận được, đó, bạn không cho đi sự biết ơn và phép màu sẽ không xảy ra. Đó, thì khi chúng ta tập trung vào những cái điều không tích cực đó, là những cái biểu hiện cho chúng ta thấy được rằng
chúng ta thiếu đi sự biết ơn. Và khi mà chúng ta thiếu đi sự biết ơn thì sẽ không có cái phép màu xảy ra trong cuộc đời của chúng ta được. Không có phép màu xảy ra đâu anh chị ha. Cho nên là nếu như mình không tập trung vào những cái mặt tích cực, mình sẽ rơi vào cái mặt chưa tích cực, vào những cái việc mà không tốt đẹp. Và tất cả điều đó là cái sự lựa chọn của chúng ta anh chị nha. Một ngày mình dành cho thời gian cho những cái điều gì? Cho gia đình của mình, cho công việc của mình. Đó, mình không đi làm thì mình sẽ phải về cái ngôi nhà của mình. Mà nếu như mình xem công việc đó là một cái điều hiển nhiên, mình không có lòng biết ơn, mình về nhà, mình xem tất cả mọi điều đó là một cái điều hiển nhiên và cũng không có điều lòng biết ơn luôn, thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái còn lại. Đúng không ạ? Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Cái gì vận động thì cái đó to ra. Và luật hấp dẫn, nó sẽ hấp dẫn chính xác những gì mà bạn nghĩ. Và một sự việc thì thông thường nó sẽ diễn ra hai lần. Đầu tiên, nó sẽ diễn ra trong đầu của mình trước. Sau đó, nó được diễn ra ngoài thực tế. Để thu hút được những cái điều tốt đẹp ở bên ngoài, thì những cái suy nghĩ và cảm xúc ở bên trong, nó phải là những cái điều tốt đẹp. Phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất. Thì khi đó, mình mới bắt được cái tần số wifi mạnh nhất được. Chính là tình yêu thương và lòng biết ơn. Và khi mà chúng ta có tình yêu thương, có lòng biết ơn, thì phép màu mới xảy ra cuộc sống của chúng ta. Và vũ trụ này sẽ mang đến cho người thân anh chị này, để anh chị yêu thương, để anh chị nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn bên trong của mình. Khi mà mình biết yêu thương mình rồi, đó, khi mà mình tận dụng được những cái điều đó rồi, mình biết yêu thương chính bản thân của mình rồi, đó, thì lúc đó mình mới biết cách yêu thương người khác đúng cách được anh chị ha. Đó. Đó, đúng không ạ? Và vũ trụ này sẽ mang đến cho chúng ta những cái điều tuyệt vời xung quanh mình để mình biết yêu thương hơn, mình tập trung vào những cái điều mình mong muốn nhiều hơn. Và nếu như mà chúng ta là vũ trụ bảo là con ơi, con phải có tình yêu thương và lòng biết ơn là tần số cao nhất để thu hút tiền bạc và tài lộc, để chữa lành các mối quan hệ, rồi để có sức khỏe, rồi khỏe mạnh hơn, thì con phải tập trung vào tình yêu thương và lòng biết ơn. Nhưng mình lại không hiểu ý của vũ trụ. Mình làm ngược lại, mình đòi hỏi nhiều hơn. Kiểu như là mình không hài lòng đấy anh chị. Mình cứ hay phàn nàn, mình than phiền nhiều hơn. Đó, và mình cứ trách móc. Thì chúng ta có thấy được không ạ? Anh chị có thể quan sát mình lại này. Từ xưa đến nay, mình trách móc, mình than phiền. Đó, mình càng than phiền nhé, mình càng kêu ca nhé, thì làm sao? Thì mình càng bị đẩy xa hơn. Anh chị có thấy là mình càng kêu thì người nhà mình càng mũi né mình hơn không? Hoặc là mình càng kêu thì trong công việc của mình thì những người làm việc xung quanh mình họ cũng mũi né mình luôn à? Họ cũng tránh xa mình luôn anh chị. Đó, cho nên là mình không thích, mình cứ nói cho sướng mồm. Thậm chí là đôi khi là mình không cần biết người ta có cần hiểu hay không. Mình cứ nói thôi. Mình nói cho sướng mồm thôi. Thế là đến khi đó thì người ta cũng rời xa mình luôn. Bởi vì là người ta không thích nghe mà. Mà khi người ta không thích nghe thì tiềm thức của họ cũng không nghe. Thế là đến khi mà mình chỉ cần xuất hiện trước mặt họ là họ bắt đầu tìm cách để mũi né ngay. Mũi né ngay anh chị. Đó. Cho nên là sự thật nhé, có một cái sự thật trần trụi, đó chính là mình không thay đổi ai được đâu anh chị. Mình chỉ có thể thay đổi chính bản thân của mình thôi. Mình không thể nào thay đổi được các sự vật, sự kiện ở bên ngoài đâu anh chị. Mình chỉ thay đổi được chính bản thân của mình. Và khi anh chị hiểu về luật hấp dẫn, hiểu được những cái quy luật của vũ trụ đó, là tự nhiên anh chị thấy cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng. Nó rất là vui vẻ luôn. Và mình biết rằng mình không thể nào thay đổi bên ngoài được. Mình chỉ thay đổi bên trong của mình thôi. Và thế giới bên trong như thế nào? Thì thế giới bên ngoài nó khác như thế. Ví dụ, bên trong nhá, anh chị có những cái sự kiện này là anh chị không muốn điều gì xảy ra. Thì bây giờ mình muốn chuyển hóa được nó. Mình muốn không thu hút được cái điều đó. Thì mình phải làm sao? Mình phải chuyển đổi cảm xúc của mình. Khi mà anh chị chuyển đổi cảm xúc của mình xuống cái tần số tình yêu thương và lòng biết ơn, thì mình mới thu hút được chính xác những cái điều tốt đẹp đó. Được không ạ?
Chứ chúng ta chỉ nhìn bên ngoài, sau đó chúng ta phải bắt người này thay đổi, người kia thay đổi, chồng phải thay đổi, mẹ chồng phải thay đổi, rồi vợ tôi phải thay đổi, con phải thay đổi. Đó, cả thế giới phải thay đổi, trong khi đó mình không thay đổi. Là họ sợ mình đó anh chị, họ muốn né mình luôn à. Họ muốn né mình luôn à. Và khi mà họ không thay đổi thì mình nhìn cái gì mình cũng không thấy hài lòng hết à. Mình làm cái gì mình cũng không thấy vui. À, và mình chỉ bắt bên ngoài thay đổi thôi. Thì cái người xung quanh của mình nhá, họ không những không làm theo đâu, mà còn họ không vui vẻ, không hạnh phúc luôn. Đó. Không có gì thay đổi hết luôn. Thậm chí là mình bị ấm ức, mình bị stress luôn. Đó. Và khi anh chị hiểu các quy luật của vũ trụ, khi mình nhìn sự kiện bên ngoài, mình thấy có một cái điều gì đó mà nó thấy là lạ đó. Như là về tài chính này, về sức khỏe, về mối quan hệ chẳng hạn. Mà anh chị thấy như có những cái điều tích cực và không được tích cực xảy ra với cuộc đời của mình đó, là anh chị phải hiểu được rằng là chúng ta không cần thay đổi bên ngoài của mình đâu, chỉ cần quay lại vào bên trong của mình, đúng không ạ? Quay trở lại thế giới nội tâm của mình. Trong cái thời gian dài, một thời gian vừa qua, mình đã tập trung vào những cái điều gì? Mình tập trung vào những cái điều không tốt, mình tập trung vào những cái điều không tích cực, mình thiếu vắng đi cái lòng biết ơn và tình yêu thương, nên mới có hiện sự vật hiện tại thôi anh chị. Thì ví dụ nhé, ví dụ như là khách hàng của nhà thủy đợt vừa rồi thuê rất là nhiều, về nhiều nhà. Hôm vừa rồi tự dưng lại có mấy phòng liền, họ trả liền lúc luôn. Thì hỏi mẹ luôn, rồi hỏi mẹ là thế mẹ tập trung vào cái điều gì, mẹ có lo không? Thì mẹ bảo mẹ có lo, mẹ có lo, mẹ nói luôn mà. Thì bảo là mẹ phải thoải mái lên, bên trong dư giả thì bên ngoài dư giả, bên trong đủ đầy bên ngoài đủ đầy, bên trong phải đầy khách đầy nhà thì khách sẽ thuê đầy nhà luôn. Mẹ phải thoải mái lên. Nhưng bởi vì mẹ nghĩ nhiều thì mẹ bị stress, mẹ bị stress thì thành ra là tiềm thức sẽ không hút mà thu hút chính xác như vậy luôn đó. Như thủy nhận được ra ngay khi mà khách trả nhà một khách mà một trả một lần mấy phòng luôn là thủy nhận được ra ngay đó. Thì mình cũng vậy, khi mà mình nhìn về tài chính này, khi mà mình về nhìn về sức khỏe này, khi mình nhìn mối quan hệ của mình nó không hòa hợp hạnh phúc, là không phải là cái điều mình làm là mình thay đổi bên ngoài, mà mình hãy quay trở lại thế giới bên trong của mình nghĩ lại xem trong thời gian vừa qua mình đã đặt cho mình những cái câu hỏi gì, mình đã làm những cái gì, mình đã suy nghĩ gì, mình đã phát ra cái tần số gì để mình thay đổi chuyển hóa cảm xúc của mình, được không ạ? Từ cả từ mình trước nha anh chị nha, không phải người khác đâu, mà từ mình trước nha anh chị nha. À, đây nhá, ở trong phía cuối trang 82, bác con nói như thế này này. Nếu như mà bạn phàn nàn về thời tiết, về giao thông, về sếp của bạn, về bạn đời của bạn, về gia đình của bạn, trong trang 82 đó anh chị, về bạn bè của bạn, về người lạ, bạn phàn nàn phải xếp hàng, bạn phàn nàn phải trả hóa đơn, bạn phàn nàn về kinh tế, về chi phí nào đó, về các dịch vụ của công ty, vân vân, thì khi ấy bạn không biết ơn. Và mỗi một lời phàn nàn là bạn đang đẩy xa ước mơ của mình đi xa hơn. Giờ đây bạn hiểu rằng khi phàn nàn có ý nghĩa là những cái lời nói tiêu cực. Cũng như những mọi mình xem mọi thứ là hiển nhiên, thì khi đó bạn đang ngăn chặn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ và mình vô thức không còn lòng biết ơn nữa. Đó, chúng ta thấy không ạ? Ở trong cuối trang 82 đó, cô ấy cũng có nói là nếu như mà chúng ta phàn nàn có nghĩa là chúng ta đang tập trung vào những cái lời nói không tích cực. Và khi mà chúng ta tập trung vào những cái lời nói không tích cực là chúng ta xem cái điều đó như điều hiển nhiên. Và khi chúng ta có những cái điều đấy xảy ra thì bạn đang ngăn chặn những điều không tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. À, được không ạ? Chị Hương ơi. Chị Hương ơi. Chị Hương đi vào nhóm nhắn giúp em cái Hương nên nó gọi cho em cháy máy luôn mà. Em đang làm live này. Và em đang làm live nhé. Đừng gọi nữa không thì nó mất mạng của em trên live stream hết rồi kìa. Chị nhắn vào trong nhóm giúp em một cái. Cho cái Hương ấy ở trong danh nhân xuất chúng của em một cái nhé. Đó. Thì ở đây tác giả cũng có chia sẻ ở trong trang 83 nha. Trong trang 83 tác giả cũng có chia sẻ này. Khi mà chúng ta
có lòng biết ơn nha. Khi mà bạn cảm thấy biết ơn thì điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Nó sẽ nhanh chóng được cải thiện. Nếu bạn đang có một hiện trạng tiêu cực nào đó trong cuộc sống thì với lòng biết ơn nó sẽ nhanh chóng được cải thiện. Đó, mình thấy không ạ? Khi mình trong lúc mình cái cảm xúc của mình nhá, nó đang tiêu cực chẳng hạn, nhưng nếu mình thay đổi chuyển hóa được nó, mình có lòng biết ơn thì sẽ cái cảm xúc đó, cái sự kiện đó nhanh chóng được cải thiện. Đầu tiên có thể là khá khó khăn, nhưng bạn phải tìm kiếm những điều mà bạn cảm thấy biết ơn trong tình huống tiêu cực. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì mình vẫn có một cái thứ gì đó để biết ơn. Đặc biệt là khi bạn hiểu rằng lòng biết ơn sẽ cải thiện tình huống tiêu cực. Người biết được phép màu thật sự trong cuộc sống đã hướng dẫn cách này. Đó, được không ạ? Tuyệt vời không? À, đó, cho nên là khi mà mình không có thể nào mà có cảm xúc mà mình không thể nào cảm thấy là không vui hay bất cứ cảm xúc không được tích cực nào, đó là mình phải thay đổi bằng tình yêu thương và lòng biết ơn. Khi đó thì mình sẽ được cải thiện nha anh chị nha. Và Thủy cũng nói với anh chị thực hành lòng biết ơn mỗi sáng. À, nhưng lâu lâu thì có người nhớ, lâu lâu thì có người đang nhớ. Nên là ngày hôm nay tại sao mà Thủy làm buổi sáng anh chị biết không? Bởi vì là chúng ta vào đây chúng ta tập trung là chắc chắn là chúng ta sẽ làm rồi. Yên tâm một cái điều đó rồi. Chứ còn bây giờ mà Thủy làm 1 giờ chiều chẳng hạn, xong Thủy bảo các bạn nhớ phải làm nhé, nhớ phải làm nhé. Nhưng mà đến bản thân của Thủy thì còn đang nhớ, thì Thủy chắc chắn là Thủy biết các bạn của Thủy cũng đang nhớ luôn. Nhi cười, chứng tỏ nó đang làm. Nhi cười rất là tươi nhất đó. À, chứng tỏ là Nhi là đang làm nè. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên là Thủy sẽ làm vào buổi sáng. Bây giờ Thủy sẽ làm vào buổi sáng hết anh chị ạ, để chúng ta tập trung vào tình yêu thương và biết ơn ngay từ đầu buổi sáng luôn. Khi chúng ta tham gia Zoom buổi sáng, chúng ta được hút năng lượng từ bác Tony Robbins, rồi tham gia nhóm đọc sách cùng nhóm trưởng Mr. Văn Thông. Đó, rồi chúng ta thực hành lòng biết ơn nữa. Trời ơi, một ngày trời nhá, anh chị chỉ thu hút những điều vui vẻ, tích cực, thu hút những cái điều may mắn nhất trong một ngày trời đấy anh chị. Thực sự đó, ngồi đây học sách thôi nhưng mà khách hàng sẽ tự động gõ cửa mua hàng của mình rất là nhiều luôn anh chị nha. À, cho nên là trong cái cuộc sống của mình ấy, đôi khi là mình hay cho tâm trí của mình đi chơi lắm đấy anh chị. Mình đi chơi, thậm chí mà mình lãng một phát là đi chơi vài ngày luôn. Vài ngày luôn. Sau đó mình mới sực tỉnh. Mình bảo, ủa, sao dạo này tự dưng mọi thứ xung quanh của mình nó hơi là lạ nhỉ? Đấy, khi mà anh chị thấy là lạ nhé, là ngay lập tức anh chị giúp Thủy please quay trở lại thế giới bên trong của mình đi, để xem mấy hôm nay nó đi chơi thì mình tập trung vào những cái điều gì để mình thay đổi nó lại ngay lập tức. Được không ạ? Và Thủy thực hành lòng biết ơn mỗi ngày luôn. À, mỗi ngày thì có viết lời biết ơn nhá, có viết lời biết ơn. Thủy cũng ngoan lắm, Thủy mang cả viên đá đi ngủ luôn. Cái đấy thì có làm nha anh chị nha, có làm nha. À, nhưng mà đôi khi thì ví dụ như là buổi sáng thì mình viết lời biết ơn, nhưng mà buổi tối thì mình về là buổi tối đấy là Thủy về là Thủy phải đi ngủ ngay lập tức. Thì đi ngủ ngay anh chị ạ. À, bởi vì là thì đêm thì thức mà, thì Thủy tranh thủ chỉ ngủ một tiếng, thì chậm mắt một tiếng thôi. Sau đó thì dậy là thì vào Zoom đọc sách buổi sáng. Thế là đôi khi là buổi tối là mình thực hành lòng biết ơn cũng đang, mình cũng đang làm đó. Đó. Thế nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta là cứ buổi sáng làm này, sau này buổi chiều là làm cùng với nhóm đọc sách này, là đương nhiên là sáng tối là mình đã thực hành lòng biết ơn rồi anh chị. Đấy, tuyệt vời không anh chị? Quá tuyệt vời luôn anh chị. Để dành thời gian cùng học câu lạc bộ. Trời tuyệt vời. Hôm qua thì nói chị Hòa là tập trung vào một số con số 1 tỷ 2 đúng không? Thế cuối cùng bây giờ chị Hòa là đã kết thúc với một tháng quá là tuyệt vời luôn. À, đó là con số 1 tỷ 150 triệu phải không ạ? Tuyệt vời quá. Làm tôi đón nhận 1 tỷ 150 triệu. Trời, tháng này đặt lên nha chị nha. Quá tuyệt vời luôn. Đó, mình thấy không ạ? Khi mà chị thì đặt cho chị Hòa là 600 triệu. Nhưng chị bảo là chị có niềm tin xác quyết lắm nha anh chị nha. Chị bảo không, chị vẫn thích 1 tỷ. À, mình thì bảo, thì bây giờ chị cứ đặt 600 triệu đi. 600 triệu đạt rồi, tiềm thức luôn say yes and more để chị tăng niềm tin. Chị bảo chị đặt theo Thủy công thức nhưng mà chị vẫn con số là 1 tỷ. Và cuối cùng tháng ngày chị đặt từ một con số 400, hơn 400 triệu đó anh chị. Mà tham gia nhóm đọc sách có một tháng thôi nha. Đã lên con số là 1 tỷ 2, gần 1 tỷ 2 rồi, 1 tỷ 150 triệu. Rất là tuyệt vời luôn. Nha, yes, siêu tuyệt vời. À, Tú, rất cả các bạn thì hôm nay nhóm trưởng
Miss Thanh Tú sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt mục tiêu nha. Tú là hôm qua chị đã đặt lên 15 triệu thôi, còn nếu mà em đang đạt được thì hôm nay em phải quay và trở về công thức em đặt lại nhé. Thì tối nay nhóm trưởng Thanh Tú sẽ hướng dẫn cho các bạn, và ngày mai thì Thủy sẽ lên Zoom để sửa bản mục tiêu cho các bạn, đúng không ạ? Nha, thế tối nay mình sẽ học của nhóm trưởng Thanh Tú, sau đó đến ngày mai thì mình Thủy sẽ sửa mục tiêu cho các bạn, đúng không ạ? Dựa trên tham chiếu của 2 tháng trước nha anh chị ha. Rồi quay trở lại bài của hôm nay, đó chính là khi mà cuộc đời của chúng ta đó là do chúng ta quyết định. Cuộc đời của mình là do những suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động của mình tạo ra. Không phải do một cái gì hết mà do suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta tạo ra. Cho nên là không phải là người này khen mình, người kia khen mình đâu. Mà là do mình tạo ra. Mỗi một ngày chúng ta lo cái thời gian đi canh gác cái cánh cửa tâm trí của mình, cái cảm xúc của mình. Đó, đó mình phải lo, mình canh gác cái cánh cửa cảm xúc của mình nha. Chứ không phải là mình lo rằng là người kia nói mình như thế nào, mình lo người kia nói về mình như thế nào. No, mà mình này, mình phải quan sát cái cảm xúc của mình. À, đó, mình canh giữ cái cánh cửa của mình. Để cuộc đời của chúng ta là mỗi một suy nghĩ, mỗi một cảm xúc, mỗi lời nói, hành động là do chúng ta tạo thành. Cho nên cái việc của mình ấy, không cần quan tâm đến ai nói cái gì. Chỉ cần quan tâm, tập trung vào chính mình trước. Tập trung vào chính mình anh chị ha. Tập trung vào chính mình nha. Đó. Để mình canh gác mỗi suy nghĩ của mình, mỗi cảm xúc của mình, mỗi lời nói của mình, mỗi hành động của mình để tạo ra cuộc đời của mình. Vậy nếu như bây giờ trong cuộc sống hiện tại của anh chị chưa có cái điều không tích cực thì mình phải làm sao? Thì mình phải tìm kiếm những cái điều mà mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến như thế nào, mình vẫn phải biết ơn. Đặc biệt, bạn phải hiểu rằng lòng biết ơn nó sẽ cải thiện được những cái tình huống không tích cực. Bây giờ anh chị sẽ có 2 cái sự lựa chọn. Một là chúng ta chọn cái cảm xúc tích cực. Hai là chúng ta lựa chọn cái cảm xúc không tích cực. Một là anh chị tập trung vào lòng biết ơn và tình yêu thương. Khi anh chị tập trung vào tình yêu thương và lòng biết ơn thì nó sẽ sản sinh ra tình yêu thương. Và chính như cái cảm xúc yêu thương, cảm xúc biết ơn bên trong đủ đầy thì những cái sự kiện bên ngoài nó không tích cực, nó sẽ tự động đi anh chị. Nó muốn ở lại nó cũng không ở lại được đâu, bởi vì nó không có chỗ đứng. Đó, đó. Cho nên nếu bên trong của anh chị mà nuôi dưỡng những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, biết ơn thì những cái sự kiện không tích cực, những cái điều không tích cực, những con người không tích cực có muốn đến bên cạnh chúng ta cũng không đến được. Được không ạ? Được rồi quá, đúng rồi. Ngọc Tú là tháng 3 chưa có tháng 3 không đồng anh chị ạ. Mà tháng 4 đặt là 12 triệu. Chia đôi. Thì tháng này đặt là 8 triệu đi. Đó, cộng vào chia đôi nhân 30% là tháng này đặt 8 triệu. Mình cộng lên thôi nha. Rồi, và thông qua luật hấp dẫn á, khi mà mình tập trung vào những cái điều đó thì những cái điều không tích cực nó đến ấy, nó sẽ bị đẩy ra ngay anh chị. Ví dụ như Thủy nhá, là những người nào mà bây giờ có những cái suy nghĩ không tích cực mà đến với Thủy nhá, là Thủy đẩy ra ngay, bị đẩy ra ngay anh chị, không có chỗ đứng cho những cái chỗ đó đâu. Mình chỉ tập trung vào những cái điều tích cực, tốt đẹp thôi. Và những cái điều giống mình nó sẽ hút lại thôi. Tình yêu thương, lòng biết ơn, tích cực. Đó, khi chúng ta có hết đầy đủ cái đó ở trong con người của mình thì nó sẽ khiến cho con người của mình tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập sự biết ơn và sẽ hút được những sự vật hiện tượng hoàn cảnh ở bên ngoài đến chính xác như vậy với cuộc đời của mình luôn. Được không ạ? Đây chính là cái cách mà chúng ta ứng dụng dễ dàng nhất đó anh chị. Cho dù người khác đối xử với mình ra sao, cho dù người khác nói mình như thế nào đi chăng nữa, nha, thì những cái hành động, những cái lời nói, những cái suy nghĩ tích cực, tốt đẹp, đó, nó luôn ở lại với mình. Còn những cái lời nói không tích cực nhé, cho dù người ta nói như thế nào nó cũng không tồn tại đâu anh chị. Mình không cần phải cố gắng đâu. Những cái điều không tích cực nó đến nhé, mà mình làm chủ tâm thân trí của mình được, mình làm chủ cảm xúc của mình được, là những cái đó bị đánh bại ra ngay. Đánh bại ra ngay anh chị. Có một chị ở trong nhóm đọc sách hỏi thì rằng là ở cái chỗ làm của chị đó có những cái đồng nghiệp không tích cực,
Hay nói về những cái điều không tích cực thì bây giờ chị phải làm sao? Thì cũng giống như Thủy thôi. Môi trường của Thủy hiện tại, nhóm ở trong shop của Thủy là có 10 người. 9 người nói những cái điều không tích cực anh chị ạ. 9 người mở mắt ra là họ kêu, ôi trời ơi. Sáng đến trong shop mà họ kêu quá trời luôn anh chị. Đó. Thì bây giờ việc của Thủy phải làm gì? Mình chả cần làm gì cả. Thì chả làm gì cả. Việc của Thủy là chỉ cần là nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn tốt, những cái điều tốt đẹp nhất bên trong của mình thôi. Và thông qua quy luật hấp dẫn, nếu như mà mình nuôi dưỡng điều tốt đẹp, tích cực, yêu thương, biết ơn bên trong của mình, thì những cái người không tích cực ấy, nó không có cái chỗ đứng ở trong mình đâu. Thì không bị lôi kéo đâu. 9 người nhớ nhé, 9 người trong shop của Thủy, họ luôn nói những cái điều không tích cực. Anh chị nhớ nhé, một mình Thủy tập trung vào cái điều tích cực. Kể cả nhá, chủ shop của Thủy cực giàu luôn, nhưng họ không hiểu tại sao họ luôn luôn họ nói rằng họ không có tiền, họ không giàu à. Tôi thì tôi an toàn, tôi cửa miệng một phát là họ nói câu đó luôn. Ui rồi không có tiền, ui rồi có tiền, ui rồi chút ngày họ nói như thế. Tôi thì tôi an toàn, tôi rất là nhiều tiền. Tôi rất giàu, tôi rất là nhiều tiền đó, mà không hiểu tại sao họ họ rất là giàu luôn nhé. Nhưng họ luôn luôn nói như kiểu đấy là cái thói quen, cái bản năng ấy. Họ nói quen rồi, họ nói 50-60 năm rồi. Đấy là chủ shop rất là giàu luôn nhé. Còn chưa kể là những người đồng nghiệp làm nữa thì thôi, họ còn nói nhiều hơn. Nhưng cái việc của Thủy có cần quan tâm đến họ không? Thì chả quan tâm đến họ nói cái gì. Thì đến shop là Thủy đeo tai nghe anh chị. Sau đó là Thủy tập trung là vào Zoom học sách của các bạn này. Nói chuyện với các, nếu tranh thủ thời gian mà không có khách thì lại nói chuyện với các bạn của mình này. Trao thêm giá trị cho các bạn này, hướng dẫn các bạn học tập này. Ngoài ra là nếu như mà không nữa này, là Thủy lại ngồi Thủy soạn bài này. Soạn bài để làm việc này. Đó. Cho nên chị chả có thời gian là để ý mấy cái con người ấy nói cái gì luôn đấy anh chị. Lúc nào Thủy cũng đeo tai nghe, bật to lên à. Thủy chẳng nghe luôn. Được không ạ? Cho nên là khi mà bạn có được cái điều đó, có tràn ngập được tình yêu thương và lòng biết ơn trong con người của bạn, thì những cái người không tích cực đó, những cái suy nghĩ không tích cực đó, nó có mang đến cho mình, nó không có tồn tại trong người mình đâu. Đúng không ạ? Và thông qua luật hấp dẫn, mình sẽ thu hút được những người tuyệt vời hơn ở bên cạnh mình. Nhẹ nhàng không anh chị ạ? Quá là nhẹ nhàng. Cách ứng dụng này rất là nhẹ nhàng luôn anh chị. À, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều là mình so với mình cứ ngồi mình nghĩ hết cái này cái kia, mình bày ra trò chiêu trò này chiêu trò kia. Là làm sao mà đối phó với người này, làm sao mà phải đối phó với người kia. Nay nó nói mình thế này, mai nó nói mình thế kia. Cứ phải ngồi suy nghĩ cái nó nói mình làm gì. Mình chả cần phải quan tâm nó nói mình cái gì đâu anh chị. Đó, mấy hôm nay nhóm mình hot quá trời luôn. Cả thế giới nó quay ra nó nói xấu câu lạc bộ của mình luôn. Thế là chúng nó cũng biết, chúng nó ngồi nó nói nhưng không dám nói trước mặt Thủy đâu nha. Thủy hơi bị lì á, không dám nói đâu, chỉ nói sau lưng thôi. Thì kệ, kệ, chả cần quan tâm, muốn nói gì thì nói. À, đó, ôi trời ạ, chỉ có 2 năm rèn luyện rồi anh chị, tu luyện rồi. Được gọi là tu luyện rồi. Đó, cho nên là có những bạn mới vào đó, ví dụ như là cũng có bạn ở bên Anh Quốc mới vào, bạn hỏi. Mình bảo là thế trong thời gian rảnh thì mang sổ ra chép live stream. Thôi người ta nhìn người ta cười mình ấy. Thôi cứ cho bạn từ từ làm quen. Đó chứ còn Thủy không sợ đâu. Một mình Thủy một thế giới luôn. Thì khi nào mà các bạn tu luyện được như Thủy là các bạn có kết quả như Thủy đó nhá. Chúng bây giờ chúng ta cứ thử xem. Ngày hôm nay các bạn thử lên trên trang các trang mạng xem, đăng lên xem. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có, xem phản ứng của thế giới với mình như thế nào. Đó. Đúng không ạ? Xem thế giới, cho cả thế giới biết mình là ai. Khi mà các bạn làm chủ được tâm thân trí của mình như vậy là các bạn cực kỳ thành công luôn. Đúng không ạ? Chứ còn người ta vừa nói mình, sao mình tụt huyết áp luôn. Người ta nói mình thế này, mình tụt huyết áp luôn là xong rồi. Vì sao mình còn phải, mà anh chị nhớ nhé, năng lượng. Yes, chị Hà siêu tuyệt vời luôn. Yeah. Chị Hà giống hệt Thủy luôn. Ngày xưa thì cũng không sợ đâu. Ngày xưa Thủy mới vào. Và
Các nhóm trưởng cũng bảo thì là lên đăng thử thì đăng luôn anh chị. Trời ơi, thì đăng xong một phát nhé. Ôi trời ơi. Giữa đêm đang ngủ mấy người các bạn vào, chị ơi cho dậy xóa, chị ơi cho xóa tin nhắn. Ui, quăng đạn mà quá trời luôn. Cái hồi đầu ấy. Chứ giờ chắc là bây giờ lâu rồi không có nữa rồi anh chị. Vì nó quăng chán rồi, bây giờ nó độ lì của mình quá là lì rồi. Nên giờ chán rồi nó chả quăng gì nữa đâu anh chị ạ. Mà họ chuyển sang ngưỡng mộ. Họ đã chuyển sang ngưỡng mộ mình rất là nhiều anh chị. Mình không cần phải trả lời họ cái gì hết. Và mình cứ chứng minh cho chị Hòa đó. Năm nay á, chị đi cho em Phan Thiết, từ Phan Thiết chị đi châu Âu, rồi đi 7 nước châu Âu luôn. Ôi trời ơi, các chị, các bạn cứ đi cho chị luôn. Điều phải chứng minh, cứ đi 5 sao cho chị. Ăn 5 sao, ở 5 sao, chơi với những người giàu, ăn mặc đẹp nhất luôn. Tham gia vào gọi là biệt đội ăn chơi xuyên quốc gia luôn. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa xinh. Đó, đó không ạ? Đâu cần quan tâm ở ngoài nói cái gì đâu anh chị. Chỉ cả quan tâm đâu. Bởi vì 40 năm thì can tâm rồi. Nên là nó đâu giúp cho mình có kết quả gì đâu. Nên tại sao phải để ý họ làm cái gì? Được không ạ? Cho nên là bây giờ nhé. Mình đừng có mà nghĩ rằng là người kia nói mình thế này, người này nói mình thế kia, xong mình ngồi mình suy nghĩ. Mà mình suy nghĩ là cái người kia người ta lại không biết. Mà tiềm thức của mình biết anh chị ạ. Và tiềm thức của mình biết nó lại thực thi y nguyên như vậy. Thế đấy chứ. Đó. Cho nên là mình đừng tốn thời gian anh chị nha. Đó rất là nhiều luôn. Có một hôm thì nói với một chị đó thì cũng mới tham gia ở nhóm đọc sách, rồi chị khen môi trường mình tuyệt vời lắm, tuyệt vời lọ. Thế thì bảo bây giờ chị đăng thử một bài lên xem. Chị lấy mỗi cái poster của em chị đăng lên thôi, mà chị nhá, chị đăng mỗi cái poster thôi anh chị ạ, một poster của Thủy đó, đăng mỗi cái poster thôi thì thấy chị mất tích 2 ngày. Mất tích 2 ngày luôn anh chị ạ. Chị bảo là nào là chị chồng gọi điện nói, rồi nhà nhà nói, rồi người người nói, chị khỏi lên Zoom 2 ngày luôn anh chị ạ. Đó, bây giờ các bạn thử đăng thử cái poster của Thủy lên thì biết ngay có cái gì đâu ạ. Dạ vâng, cháu chào chú Hải nha. Chú Hải mới siêu tuyệt vời nè. Ừ. Chú Hải đấy, mọi người làm gương, chú Hải làm gương cho mọi người đó. 60 mấy tuổi chú vẫn làm live stream, chú vẫn làm video, chú vẫn chia sẻ luôn. Chú là giáo viên về hưu nha, và kết quả rất là lớn luôn đó, rất là lớn, kết quả rất là cao luôn trong nhóm đọc sách của mình luôn. Quá tuyệt vời luôn anh chị đó. Cho nên là thì nói thật với anh chị, như khi mà mình sống đúng luật của vũ trụ rồi, mình thấy được cái gốc rễ của mình rồi. À đúng không ạ? Mình không cần phải nhìn ra bên ngoài, mình cứ nhìn vào bên trong của mình đi. Còn khi mà bên ngoài của mình có những cái biểu hiện lạ đó, ví dụ như là tài chính của mình đang về, ví dụ tự dưng là ô mấy hôm nay tại sao mình nhìn cái gì cũng ngứa mắt nhỉ, tại sao mình nhìn gì cũng cáu gắt thế này. À, rồi à, làm sao nữa ạ? Và khi mình nhìn thấy sức khỏe của mình, wow, sao đợt này tự dưng mình lại không khỏe nhỉ, là mình phải nhìn lại thế giới bên trong của mình ngay, được không ạ? Nhìn lại giúp Thủy đi, đừng nhìn ra thế giới bên ngoài. Đừng, nhiều người hay xưa các không thì có biết các bạn có không nhỉ, đổ lỗi cho thời tiết. Dạo này thời tiết thay đổi cho nên là nắng mưa thất thường. Không phải đâu, chả do thời tiết gì đâu, do mình đấy các bác ạ. À, chứ không phải do thời tiết gì đâu. Dạ vâng, chào, cảm ơn chú Hải nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Ừ, đó, cho nên là chú cũng là tấm gương cho tất cả các anh chị em của chúng ta học tập và noi gương. Đấy, đến bây giờ chú 60 mấy tuổi, chú vẫn ngồi học tập và phát triển. Nha, đó. Mà trong khi đó chúng ta thì kết quả thì đang về, hôm thì học, hôm thì không học, hôm thì vào đủ, hôm vào không vào đủ. Làm sao có kết quả được anh chị? Phải cố gắng lên nha. Ai cũng bận, ai cũng lý do. Có 1.000 cái lý do thành công và 1.000 lý do không thành công, nhưng chỉ có một cái lý do duy nhất khiến bạn mãi cuộc đời không thành công, đó chính là vẫn còn lý do. Nên thì không bao giờ có lý do anh chị. Đúng rồi, chặn số luôn cho chị đi. Những người nào nhá mà hay nói mình ấy, chặn luôn. Thủy nhá, tham gia nhóm đọc sách nhá, bỏ hết bạn cũ luôn, bỏ hết luôn, một mình một chiến tuyến luôn, và mình chỉ thu hút chính xác những cái người cần mình cần thôi, còn đâu là bỏ hết luôn đi. Họ không giúp mình thành công thì mình cứ giữ họ làm cái gì. Còn ví dụ như là người nhà mình không bỏ được thì mình ẩn bài của họ đi,
ẩn đi, nói lắm nữa thì thật đấy, chặn số luôn đi, rồi sau này quay lại tính để họ đỡ kéo mình xuống. Đó, mình làm những cái việc khác người cho nên là không giống họ, nên là họ kéo mình xuống nhanh lắm chị, kéo như gì đó. Bây giờ ví dụ như Tú đấy, tư duy không đồng đúng không, trước khi đến câu lạc bộ chỉ có không đồng thôi, tháng vừa rồi về gần 13 triệu luôn. Bây giờ sao mà có vẻ tháng vừa rồi 13 triệu thì sẽ tìm cách để cho anh chị lên nữa, lên nữa, lên nữa cơ mà, chứ không phải chỉ con số 13 triệu đâu. Con số đấy là con số chỉ mới bắt đầu thôi, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Vậy mình phải xem được là môi trường nào giúp cho mình thành công, môi trường nào không giúp cho mình, đâu là mối quan hệ rác, đâu là mối quan hệ chứ. Hòa gửi hình ảnh, chị Hòa về tiền à, chị Hòa về tiền hay sao, chị Hòa gửi hình ảnh gửi kha 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 đó. Cho nên là chúng ta cũng vậy nhá. Không cần khi mà ai nói mình một cái điều gì đó, mình ngày xưa mà ai nói đến Thủy nhá, anh chị biết làm sao, gân cổ lên, nổi hết cả gân cổ lên, xong rồi sáng tay sáng chân là kiểu như chuẩn bị oánh nhau đấy anh chị có anh chửi nhau, chuẩn bị sẵn sàng chửi nhau đó anh chị đó. Ngày xưa đấy gân cổ lên thế này rồi thế kia rồi rùng rổ lên, nhưng bây giờ không anh chị, không, bây giờ rất là nice luôn, Thủy rất là nice luôn. Khi mà có chuyện gì á thì chuyển đổi cảm xúc của mình rất là nhanh luôn, rất là nhanh luôn anh chị nha, bởi vì Thủy hiểu được cái gốc rễ của mình. Đó là khi người ta nói là người ta không đến cuộc đời này là không có thu hút được những cái điều đó, đó làm mình thì hiểu được rằng là đó là chính từ cái suy nghĩ bên trong của họ thôi, cái cảm xúc của người ta thôi, cho nên là người ta mới thu hút những cái điều không tốt đến với người ta. Quan trọng suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động của mình như thế nào thì sẽ kiến tạo ra cuộc đời của mình như thế. Họ suy nghĩ, cảm xúc của họ như thế nào sẽ kiến tạo cuộc đời của họ y chang như vậy hết luôn. Cho nên là mình nhá, anh chị nào ấy có cái thói quen gọi là cái gì, những đôi bạn tri kỷ, nghe tâm sự của người khác, mình thương họ, mình nghe họ nha, là mình đang tập trung vào những cái điều không tốt đẹp và mình nhận rác từ họ đó. Đó, và khi mình nhận như vậy thì không những là tiềm thức của họ, không những nhá là tiềm thức của họ thực thi cho họ, mà thậm chí là tiềm thức của mình thực thi cho mình luôn, chỉ cần mình say yes, ok, yes, ok, yes, ok là họ thực thi ngoài anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là khi mà mình thương một ai đó đó, là cái thương này này, thương này có chị Canh này, chị Thanh thương em gái nè. Đó, trời ơi, rồi chị Canh này còn thương cả mấy cô bạn cùng nhà gần hàng xóm nữa cơ. Nhà nó không có ai, nó một thân một mình, cái gì nó cũng gọi chị đây này. Đấy, đấy, bây giờ đây này, là chị đang nhận rác từ họ luôn đó. Được không ạ? Họ đang nhận, mình đang nhận từ họ đó. Cho nên là nếu như mà mình tập trung vào những cái điều không tốt đẹp, thì mình tập trung vào những cái điều không tốt đẹp thì mình thu hút chính xác những cái điều đó đến với mình. Được không ạ? Đó nha. Cho nên là mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một mình làm một cái gì đó, đó chính là kết quả của mình đó. Mình không cần phải đi xem bói đâu anh chị ơi, mình biết được luôn, cần quá phải đi xem bói đâu, có hết luôn anh chị ạ. Nha, mình tự xem bói được cho mình rồi, khi mình hiểu quy luật của vũ trụ nha, mình tự xem bói của mình luôn. Cho nên là mỗi một suy nghĩ của anh chị như thế nào trong một ngày thì anh chị nhận được cái chính xác như vậy, mỗi một cảm xúc của anh chị như thế nào, thì anh chị nhìn thấy được tương lai của mình luôn, nhìn thấy tương lai luôn, và anh chị nhận chính xác cái điều đó đến với mình luôn. Cho nên chúng ta là người vẽ lên cuộc đời của chúng ta là người vẽ lên cái câu chuyện của chúng ta cũng là người coi bói cho tương lai của chúng ta cũng là người viết lên những cái câu chuyện cuộc đời của mình. Được không ạ? Cho nên mình phải viết như thế nào, mình phải vẽ như thế nào, đó, mình tập trung vào những cái điều tích cực hay mình tập trung vào những cái điều không tích cực. Quyền năng của con người là quyền năng được lựa chọn và quyết định. Thì rất là vui để giúp cho anh chị tập trung vào những cái điều tích cực. Nhưng anh chị rời cái môi trường này ra, rời xa Thủy ra, anh chị lại bắt đầu thói quen cũ, suy nghĩ cũ, hành động cũ, nói chuyện với những người cũ. Đó, lại tập trung vào những cái điều không tích cực, lại kêu ca phàn nàn oán trách. Mà mình nhớ nhá, cái năng lượng ấy nó nhanh lắm anh chị. Nó không quên. Đó, đấy là lý do tại sao mà anh chị hiểu là có những bạn học đến 8 Zoom một ngày không? Có những bạn học 5-6 Zoom một ngày không?
là để cho các bạn không còn cái thời gian nào để đi tiếp xúc với những cái người không tích cực ở bên ngoài kia nữa. Đó, được không ạ? Đó. Cho nên là mình là người coi bói cho mình thôi anh chị. Và khi mình biết được cái niềm tin, đó, là niềm tin đúng không? Khi mình có được một cái niềm tin về tích cực, những cái điều tích cực, tập trung vào suy nghĩ tích cực, lời nói tích cực, hành động tích cực, thì mình sẽ có được cái kết quả tích cực. Cho nên là chúng ta hãy chọn ra những cái vấn đề mà không tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Hãy tìm kiếm. Khi mà mình nhìn thấy cái điều không tích cực thì mình hãy ngồi ngồi xuống vào một cái căn phòng yên lặng, ngồi xuống viết những cái điều biết ơn, ít nhất là 10 điều biết ơn nha anh chị nha. Viết nhất là ít nhất là viết 10 điều biết ơn giúp việc. Nào. Và trong trang 84 tác giả có nói như thế này này. Hãy để lời dạy của Đức Phật dẫn lối. Và hôm nay hãy chọn ra vấn đề tình huống tiêu cực mà bạn muốn giải quyết nhất và tìm kiếm 10 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Tôi biết khi bắt đầu khá khó khăn, nhưng Đức Phật đã hướng dẫn cho bạn phương pháp thực hiện. Hãy viết ra danh sách 10 điều ấy trên máy tính hoặc trong quyển sổ biết ơn của mình. Ví dụ, có một vấn đề là, ví dụ như là mình vừa bị mất việc này. Dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng bạn vẫn thất nghiệp. Để cải thiện tình huống này một cách kỳ diệu, bạn phải tập trung thực thi lòng biết ơn đối với tình huống này. Và dưới đây một số ví dụ bạn có thể nói. Đó, tôi biết ơn vì trong thời gian vừa qua, tôi biết ơn vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Mất việc đấy, đấy là trong tình huống mình bị mất việc nhá. Thì mình sẽ tìm kiếm lời biết ơn là, mình mất việc thì mình có thời gian dành nhiều cho gia đình của mình hơn. Đó. Tôi biết ơn vì cuộc sống của mình ổn định hơn vì có nhiều thời gian để sắp xếp. Rồi tôi biết ơn vì đã có việc làm trong phần thời gian của tôi nhiều kinh nghiệm. Rồi tôi thật sự biết ơn vì đây là lần đầu tiên tôi bị thất nghiệp. Đó, thất nghiệp rồi tôi cũng phải biết ơn vì lần đầu tiên trong đời tôi bị thất nghiệp anh chị. Tôi biết ơn vì tất cả những gì đã học được và làm việc trong tham gia phỏng vấn. Rồi tôi biết ơn vì sức khỏe của tôi. Đấy, có thể làm việc. Tôi biết ơn sự hỗ trợ khuyến khích của gia đình. Tôi biết ơn những gì mình hiện đang có và tôi cần đến chúng. Rồi tôi biết ơn sau khi mất việc, tôi nhận ra rằng việc làm thật sự ý nghĩa mà trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra. Đó. Anh chị có nhớ một hôm mà nhóm đọc sách của mình tháng trước tầm này á, đi du lịch không? Thế là Thủy xin nghỉ 3 ngày, chủ xốp dỗi cho Thủy nghỉ cả tuần hơn không? Thì về thì biết là biết ơn quá trời luôn anh chị ạ. Em biết ơn họ bởi vì làm sao? Trời ơi, cho nghỉ đúng cái tuần đấy, dễ sao lại dỗi gì, dỗi đúng tuần đấy. Thế là cuối cùng là Thủy giúp được, Thủy lên Zoom, hỗ trợ anh chị em ở nhà đó, không đi du lịch đó. Đó, làm bài chia sẻ, tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời luôn. Đó, cho nên chúng ta cũng vậy nha. Hãy chọn ra cho mình một cái tình huống mà mình suy nghĩ về những cái điều không tích cực đó. Chọn ra, sau đó viết ít nhất là 10 điều biết ơn. Viết 10 điều biết ơn giúp Thủy nha. Được không ạ? Để làm gì? Để thay đổi cảm xúc của mình. Khi cảm xúc của anh chị thay đổi thì cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Khi mình không tích cực, mình sẽ thu hút nhiều điều không tích cực tới. Nhưng khi mà mình tập trung vào điều biết ơn, tập trung vào sự kiện đó, thì mình sẽ chuyển hóa được cuộc đời của mình. Được không ạ? Anh chị chỉ làm điều này sau khi nhé, sau khi mình biết chuyển hóa cuộc đời của mình biết cách chuyển hóa cảm xúc của mình biết cách chuyển hóa nha anh chị nha. Từ không tích cực, anh chị chuyển hóa sang niềm vui. Và chính các anh chị là những chuyên gia trong cái việc chuyển hóa suy nghĩ của mình mỗi ngày nha. Mình là người chuyển hóa nha, không phải ai chuyển hóa mình được đâu, thì không chuyển hóa được cho bạn đâu. Mà các bạn phải tự là một chuyên gia chuyển hóa cảm xúc của mình. Đó, mình không thể giao cuộc sống của mình cho một ai khác đâu anh chị nha. Mà mình phải tự học cách chuyển hóa mỗi một suy nghĩ, một cảm xúc của chúng ta mỗi ngày. Không tích cực thì chuyển hóa thành tích cực thì cuộc đời của anh chị mới tích cực được. Và mình làm điều này thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi cảm xúc của mình, tập trung vào những cái điều, từ những cái điều không tích cực chuyển sang những cái điều tích cực. Và khi anh chị cảm thấy biết ơn thì bên trong anh chị bắt đầu mới cảm thấy bình an, vui vẻ, hạnh phúc được. Cái điều này nhá. Dù cái bài này anh chị cứ tin Thủy đi, bởi vì Thủy xuất thân từ một người ấy không tích cực đâu anh chị. Thủy đã từng bế đứng đứa con của mình nhá.
thì đứng ở trên tầng 4 thì nhìn xuống dưới, thì nhìn xuống phía dưới thì đã từng có cái thời gian đó anh chị nha, thì đã từng có cái thời gian đó, cho nên là nhá thì tập trung vào cái điều đó rồi vô cùng là biết ơn, nghĩ lại những cái thời gian đó nhà vô cùng biết ơn câu lạc bộ của mình ấy. Từ khi mà đến câu lạc bộ của mình thì chuyển hóa được tất cả các cảm xúc của mình luôn anh chị, thì chuyển hóa được luôn, cho nên là Thủy rất hiểu rất thấm cái bài này luôn anh chị, và Thủy khẳng định với anh chị là mình chuyển hóa được, nó không phải là chỉ trên sách vở mà là mình chuyển hóa được luôn, chắc chắn mình chuyển hóa luôn luôn. Anh chị có dịp sang Anh Quốc nhé, Thủy vẫn giữ lại nguyên một tủ rượu luôn, Thủy mua rượu không phải mua một chai, Thủy mua 20 chai 30 chai một, không phải là mua một chai đâu, mà rượu của Thủy toàn rượu nặng thôi, Macallan này, Jimmy Martin này, rồi gì đấy nhỉ, nhiều lắm, toàn rượu nặng thôi, XO này, đó, toàn là những rượu nặng thôi anh chị, thì uống những rượu nặng ấy, còn những rượu nhẹ nhẹ như vang viết các thứ không ăn thua, không ngủ được, không ngủ được, những cái rượu nặng thì ngủ được, đó, cho nên Thủy ở trong cái bài này luôn, mà Thủy thoát được ra khỏi nhé, đến bây giờ Thủy là một con người rất là vui vẻ, rất là hòa nhã, rất là cười cười suốt cả ngày luôn đó, nhưng mà ngày xưa thì không có đâu, ngày xưa người ta nhìn Thủy là người ta muốn né ngay thôi, con của Thủy nhá mà chỉ cần nhìn thấy đổi nét mặt phát nó chạy hết rồi, không biết chạy đâu ấy, nó chạy trước anh chị ạ, nó chạy trước, đến bây giờ thì chuyển hóa được hết, nên anh chị cứ yên tâm đi, anh chị chuyển hóa được hết đó anh chị nha, cố gắng nha. Và có một cái câu nói của bác Jim Jones ấy, là bác Jim Jones có nói như thế này này, bạn hãy học cách biết ơn với tất cả những gì mình đang có trong khi theo đuổi những gì mình mơ ước, đúng không ạ, chúng ta hãy học cách những biết ơn những gì mình đang có trước đi này, đừng có ước mơ xa xôi quá mà hãy biết ơn những gì bạn đã có này, hãy biết ơn trước đi. Đó, hiện tại này mình vẫn còn đang rất là khỏe mạnh này, mỗi một sáng biết ơn, buổi sáng thức dậy mình có thêm ngày nữa để yêu thương này, biết ơn cơ thể của mình khỏe mạnh mỗi ngày, biết ơn mình các con của mình càng ngày càng ngoan ngoãn hơn, học giỏi hơn, là động lực để cho mình cố gắng hơn. Đó, mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp nhất với các con của mình, với chồng của mình, với gia đình của mình đi anh chị. Đúng không ạ? Thay vì mình cứ đi nhìn vào những cái điểm xấu của họ thì bây giờ mình tập trung vào điểm tích cực của họ để mình chuyển hóa đi. Hãy biết ơn những gì mình đang có nha anh chị nha, trong khi theo đuổi những gì mà mình mơ ước. Đó, bây giờ mình nghĩ này, mình còn tốt đẹp hơn những cái người ngoài kia rất là nhiều. Anh chị nghĩ giúp Thủy đi. Ngày hôm nay nhá, anh chị ngồi đây, anh chị được học tập và phát triển, còn tốt đẹp hơn những cái người mà chưa biết đến cái môi trường này. Họ còn đang sống trong một cái vòng luẩn quẩn, họ không biết cái lối đi ra như thế nào. Như Thủy ngày xưa, sống trong mười mấy năm một cái vòng luẩn quẩn, không biết lối đi ra như thế nào. Mình rất chịu khó nha, mình làm có bao nhiêu tiền mình gửi hết cho mẹ. Mẹ có ông đây không? Hôm nay mẹ bỏ mẹ vào học anh chị ạ. À? Đó, mình gửi hết rồi. Nhưng trong mấy năm đầu, 10 năm đầu đâu có đâu. Đâu có đồng nào đâu. Không biết quản trị dòng tiền, không giữ được tiền luôn. Mà mình lo hết nhá. Từ A đến Z nhá, Thủy là người lo hết. Thậm chí nhá, Thủy có em trai của Thủy ở bên nước ngoài luôn, ở bên Anh Quốc này luôn. Cũng chả lo gì luôn anh chị ạ. Chả lo gì luôn. Đến tận bây giờ vẫn không lo luôn. Thủy là người một tay lo hết luôn. Nhưng mà nhá, mẹ vẫn quý em trai trước à. Anh chị biết làm sao không? Vì em trai nó không có nói, em trai nó không có cáu. Em trai nó em trai nó nói cái gì nó vâng, dạ, vâng. Nha, còn của mình thì sao? À, ngày đó mà rồi là bắt đầu bla 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 mình nói. Thế là không nói chuyện được với mẹ nữa. Thì phải làm những cái bài biết ơn về mẹ rất là nhiều đó. Chứ ngày xưa không có nói chuyện được đâu anh chị. Thì đi về Việt Nam là Thủy ôm bố rồi không ôm mẹ. Hồi đầu ấy, những cái ngày đầu năm 14, 15, 16, 2014, 15, 16. Đó. Nhưng mẹ rất là yêu em trai nhé, thậm chí đến bây giờ luôn. Đi Việt Nam cho đúng 200 bảng anh chị, 6 triệu. Cả năm trời cho 6 triệu. Đó. Kiều anh chị ạ, kiều. Giàu nhá. Đó. Nhưng mà lúc nào nhá, mẹ cũng chỉ em trai thôi. Đó, bởi vì em trai làm sao em tranh nhân lời, em trai không có cãi, còn mình nói rằng phát là mình quạo, mình cáu rồi,
Thế là mẹ không, nhưng mà đến bây giờ thì cũng chuyển hóa được, nên là mẹ con cũng rất là hòa hợp, cũng rất là hòa hợp luôn đó, nên tuyệt vời đó anh chị nhá. Cho nên là mình để quan trọng là mình để cái bên trong của mình, cái cảm xúc của mình nó như thế nào. Nếu như mà mình để nó càng những cái lời nói còn tích cực thì mình không có chính xác cái điều đó với mình, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà mình để nó những cái lời nói tích cực thì mình thu hút những cái điều đó đến với mình. Mình có quyền ước mơ, mình có cái mục tiêu của mình cũng có cái quyền lựa chọn của mình. Đó, một là mình tập trung để mình tiến gần cái mục tiêu ước mơ của mình hơn. Hai là mình rời xa nó và mình luôn luôn sống trong cái cảnh stress. Luôn luôn cái cảnh người ta, mình muốn người khác làm thế này, mình muốn người khác làm thế kia. Nhưng mà cuối cùng họ chả làm theo ý của mình. Thế là mình quay ra mình cáu họ, mình giận họ, người thế này, người thế kia. Và hạnh phúc thì là một hành trình. Một hành trình chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái hạt giống đó mỗi ngày. Không có một cái cây nào mà tự gieo xuống mà tự lớn được cả anh chị ạ. À? Không có cái cây nào mà mình không chăm sóc, mình không chăm bón cho nó mà cái cây đó nó tự ra hoa, ra mầm, kết trái được cả. Không có một cái cây nào đâu anh chị. Cái cây hạt giống hạnh phúc cũng vậy. Nếu như mà mình không có cái sự hạnh phúc thực sự mỗi ngày, nếu như mà mình không tưới nước cho nó, mình không chăm bón cho cái cây hạnh phúc đó, thì thông qua mỗi ngày nó không không nảy nở được đâu anh chị. Khác nào là mình vứt cái hạt giống đó trên sa mạc đâu. Vứt ở trên hạt giống đó trên sa mạc. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là mình phải thực hành hạnh phúc mỗi ngày thì cái cây hạnh phúc nó mới được tương tác. Nó được chăm sóc mỗi ngày. Nó mới được lớn lên. Và mỗi một ngày trôi qua thì cái cây hạnh phúc của anh chị nó sẽ càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn. Và khi mà mình, cái cây hạnh phúc của mình càng lớn hơn thì mình làm sao, mình càng có nhiều tiền. Cây càng lớn bao nhiêu thì tiền mình càng nhiều bấy nhiêu. Anh chị nhớ giúp Thủy là tiền bạc nó không làm thay đổi bản chất của con người, mà nó chỉ phóng đại tính cách những gì bên trong chúng ta đang có mà thôi. Tiền bạc không thay đổi bản chất của con người nha anh chị, mà nó chỉ phóng đại những cái gì bên trong của chúng ta đang có thôi. Cho nên nếu như bên trong của anh chị nuôi dưỡng cái cảm xúc không vui, không hài lòng, từ khi mà anh chị có nhiều tiền, đúng không ạ? Thì cái hạt giống đó càng ngày càng lớn lên. Khi mà bên trong của mình không vui đó, thì cái hạt giống không vui nó càng ngày nó sẽ càng lớn lên. Bởi vì là mình nói ra cái điều gì, mình suy nghĩ cái điều gì nhiều nhất trong một ngày, thì chính là mình đang chăm bón tưới nước cho cái điều đó. Thì cái cây đó nó sẽ càng ngày càng lớn lên anh chị nha. Nhưng nếu như bây giờ anh chị bắt đầu nuôi dưỡng những cái cảm xúc hạnh phúc yêu thương, nuôi dưỡng cái điều đó bằng cách thực thi mỗi ngày, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, thì cái cây hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Chúng ta nhớ nhé, trong mỗi con người chúng ta sẽ có những cái hạt giống sân si này, kêu ca phàn nàn, oán trách, đổ lỗi, chỉ trích, bao biện này. Nhưng bên cạnh đó thì trong con người của chúng ta cũng có những cái hạt giống thịnh vượng, giàu có, hạnh phúc này. Đó, thì quan trọng là ngày hôm đấy anh chị suy nghĩ về những cái hạt giống nào, anh chị chăm bón cho hạt giống nào, anh chị nói về những cái hạt giống nào, thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy nở. Đó. Và cái hạt giống hạnh phúc thì phải nuôi dưỡng từ cái thời điểm hiện tại. Đúng không ạ? Đó, phải sống như trở thành như cái con người mình muốn trở thành đó. Mình muốn trở thành người như thế nào thì mình phải sống như cái con người mình muốn trở thành trước đã. Nếu như mà anh chị biết được cái con người trong tương lai của mình muốn trở thành như thế nào, có cái đức tính gì này, có những thói quen gì, có cái gì cái có ở trong bên người cái con người đó nó như thế nào, thì tại thời điểm hiện tại anh chị phải là người đó rồi thì anh chị mới trở thành cái người đó được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái hạt giống anh chị muốn nhé, chúng ta sẽ ngồi chúng ta liệt kê ra mình muốn trở thành người như thế này, A B C D E F này. Rồi cái hạt giống đó nó có sẵn bên trong của mình rồi này. Việc của mình đó chính là chăm bón cho nó, tưới nước cho nó, suy nghĩ về nó, hình dung tưởng tượng về nó mỗi ngày. Thì nó sẽ lớn lên. Cái hạt giống đó sẽ lớn lên. Và khu vườn trong tâm trí của anh chị có thể gieo bất cứ một cái hạt giống nào vào cái khu vườn đó. Đó, chúng ta đều được gieo hết. Đó, và chúng ta gieo nha. Và nó cũng không phân biệt là cái cây này là cây tốt, cây này là cây không tốt đâu. Quả này là quả tốt, quả này quả không tốt đâu, mà nó sẽ nảy mầm tất cả những cái gì mà chúng ta gieo, đúng không ạ?
Cho nên là nếu như mà anh chị muốn có cái kết quả, những cái hạt tốt thì chúng ta phải chăm sóc, vun bón, tưới trồng thì sau này mới có quả mà ăn được. Chứ bây giờ mình không gieo hạt này, mình cũng không chăm sóc này, mình cứ ngồi mình chờ thì không bao giờ mình có cái kết quả đó đâu anh chị. Không có đâu anh chị nha. Đó, cho nên mình phải nuôi dưỡng cái hạt giống đó và phải thực hành cái hạt giống đó mỗi ngày. Phải sống như thể mình đã trở thành cái con người mình đã trở thành rồi, trong từng suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động trong cơ thể của mình luôn anh chị. Anh chị phải tưởng tượng nhé, con người trong tương lai của anh chị muốn trở thành đó. Cái con người đó họ có cái suy nghĩ gì, chúng ta phải tưởng tượng trước đó, phải viết ra trước đó. Đó, dáng đi của họ đi như thế nào này, họ ngồi là họ như thế này, họ ngồi là họ như thế này, hay là họ ngồi là họ họ ngồi thẳng lưng này đó, rồi dáng đi của họ như thế nào. Lúa chín ngừng đầu chứ không phải lúa chín cúi đầu. Việt Nam có cái câu lúa chín cúi đầu, tại sao phải cúi đầu? Mình là người tạo ra cuộc sống của mình chả phải cúi đầu với ai hết đó. Nên chúng ta cũng phải thay đổi cái cả cái tư duy này nhá. Cái gì Việt Nam có câu là lúa chín cúi đầu, lúa chín ngẩng cao đầu này, thì chả phải cúi đầu với ai hết, thì là người tạo ra cuộc sống của Thủy nhá. Nhưng mà nhiều người nhá, ví dụ như là nói chuyện với cả thầy tài phiệt cũng sợ sợ luôn á, nhưng Thủy không đâu, Thủy rất thoải mái luôn. Thầy tài phiệt rất là thoải mái với Thủy, là Thủy cũng rất là thoải mái với thầy, hai thầy trò nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau rất là thoải mái luôn chị đó. Hôm qua Thủy cũng nhắc nhở nhóm của Thủy ấy, thì bảo là các bạn á, có bạn nhắn tin cho Thủy bảo là chứ em không thành công như chị nên là em ngại em không dám gọi điện. Thế tại sao mình không nghĩ rằng trước sau mình cũng giàu ấy, bây giờ mình cứ gọi kiểu gì sau này mình cũng giàu bằng mình bằng chị Thủy rồi, tại sao lại phải ngại, đúng không ạ? Cho nên mình phải có một cái suy nghĩ là kiểu gì em cũng giàu như chị rồi, thế tại sao em mà mình lại phải ngại, trước sau em cũng giàu à. Đó, khi mà bạn có cái suy nghĩ như vậy, bạn nuôi dưỡng cái cây ở trong người bạn như vậy thì kết quả của bạn mới được nhận được. Đúng không ạ? Chứ cần mình sợ mình không dám nói chuyện người giàu thì làm sao mà bạn sợ, bạn không nói chuyện người giàu, bạn chỉ nói chuyện người nghèo thì người nghèo chỉ giúp cho bạn không có thành công thôi à, đúng không ạ? Cho nên mình phải sống như mình đã trở thành con người đó mỗi ngày, và mỗi ngày trôi qua thì mình phải nuôi dưỡng nó bằng cách thực hành nó thì nó mới lớn lên được, nó mới đơm hoa, nó mới kết trái được. Đúng không ạ? Chứ chúng ta mong muốn chúng ta thành công, chúng ta mong muốn chúng ta hạnh phúc, chúng ta mong muốn chúng ta khỏe mạnh mà chúng ta không nuôi dưỡng cái hạt giống đó, tối ngày chúng ta đi tập trung vào những cái điều mình không muốn thì làm sao mà chúng ta thành công được, đúng không ạ? Chúng ta thành công được đó. Cho nên mình phải ngày hôm nay thì các bạn phải tìm cho Thủy một cái người mà anh chị ngưỡng mộ nhất ấy. Sau đó liệt kê ra những cái người đó là họ có cái đức tính, đức tính gì, mình muốn trở thành họ thì mình phải làm y như họ, có kết quả y như họ, từ dáng đi, từ lời nói đến hành động, thậm chí là cách ăn mặc luôn, mình giống họ thì tương lai của mình chắc chắn là họ. Từ lời ăn tiếng nói của mình, từ hành động của mình, từ cách nói chuyện của mình như nào, mà mình nuôi dưỡng y chang như vậy mỗi ngày mình sống như vậy, được không ạ? Thì mình sẽ trở thành cái con người như vậy thôi. Đó chính là cái cách mà mình ứng dụng để anh chị, để cho mình thay đổi được cái cảm xúc của mình. Khi mà anh chị trở thành người anh chị muốn này, anh chị đạt được cái ước mơ của mình này, thì cái dáng ngồi của mình ngồi như thế nào? Mình ngồi gục xuống, mình chống tay lên cằm, hay là mình ngồi thẳng lưng? Đó. Bởi vì nhá, suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì dẫn đến hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Khi mà anh chị vừa thay đổi suy nghĩ của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái hành động khác ngay, và cách ngồi của chúng ta cũng thấy khác ngay. Đó, được không ạ? Mình nên là mình phải thay đổi từng cái cảm xúc của mình, và mình chăm bón, nuôi dưỡng, vun sới, vun trồng cái cây đó để thành công, hạnh phúc. Sức khỏe là một hành trình, không phải ngày hôm nay làm cho ngày mai, mà nó là cả một hành trình. Đó. Một số anh chị nói là sao mà mình sử dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức không có sự thành công, là bởi vì anh chị biết làm sao, bởi vì ý thức và tiềm thức của mình không có nhất quán với nhau. Đó, nhưng cái niềm tin thực sự nó phải được thể hiện qua hành động, và mình nuôi dưỡng nó mỗi ngày, sống như thể mình đã đạt được nó rồi mỗi ngày, thì mình mới đạt được cái kết quả như vậy.
Khi mà chúng ta mới suy nghĩ về những cái điều, tập trung vào những cái điều tốt đẹp thì cảm xúc của mình sẽ thay đổi. Cảm xúc mình thay đổi thì bắt đầu mình sẽ thay đổi được cái hành động của mình. Và khi thay đổi được hành động của mình thì cái kết quả của anh chị sẽ thay đổi. Nha. Đó. Cho nên là bên trong của anh chị có cái gì vui vẻ hạnh phúc thì nó sẽ được thể hiện ra bên ngoài của mình. Đó chính là cái lợi ích thứ nhất. À, lợi ích mà mình có thể thấy rõ luôn anh chị. À, đó. Và cái lợi ích thứ hai là bên trong của anh chị thay đổi thì những cái tình huống, những cái phép màu sẽ xuất hiện, sẽ giúp cho anh chị. Sẽ giúp cho anh chị, đúng không ạ? À, có thể làm sao? Những cái bên trong của mình này là có những cái suy nghĩ tích cực này. Thì bên ngoài anh chị thu hút chính xác những cái điều tích cực đó. Nó đến với mình. Và những cái điều không tích cực nó có đến nhưng nó cũng không có chỗ chứa luôn. Nó cũng không có chỗ chứa cho mình luôn. Đúng không ạ? Thì đó chính là cái phương pháp thực hành ngày hôm nay nha anh chị nha. Cái phương pháp thực hành ngày hôm nay bác nói nè. Đầu tiên anh chị lặp đi lặp lại cái phương pháp niệm màu số 1. Đó chính là viết ra cho Thủy 10 điều anh chị cảm thấy biết ơn. Và sau mỗi một điều anh chị cảm thấy biết ơn thì hãy nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thứ hai là ngày hôm nay nhé, chúng ta chọn ra một cái vấn đề về tiêu cực đó mà mình muốn giải quyết. Ví dụ như là đối tác cộng sự của mình không ưa họ nè. Hoặc là mình đang không hòa hợp với một ai này, ví dụ vậy, thì chúng ta lấy một cái tình huống tiêu cực ra. Sau đó liệt kê 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về cái tình huống tiêu cực đó. Thứ tư là mỗi một cuối một cái tình huống đó thì mình làm sao viết lời cảm ơn 3 lần và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo. Chúng ta nhớ chưa câu này này. Sau mỗi cái điều đó nhá, viết 10 điều nhá, thì chúng ta sẽ viết là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo. Và bước thứ năm là hãy xem bạn hoàn toàn không nói bất cứ điều gì tiêu cực không. Nếu phát hiện bạn đang suy nghĩ hay nói về những cái điều tiêu cực thì hãy sử dụng công cụ cứu cánh nhiệm màu, hãy dừng lại và nói rằng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì đó. Nghĩa là khi mà mình suy nghĩ đó trong ngày hôm nay ấy, có những cái điều gì mà chưa được tích cực đó thì mình phải dừng lại ngay, sau đó mình nói rằng mình cảm thấy biết ơn vì vì cái điều gì, đúng không ạ? Và bước thứ sáu là trước khi đi ngủ anh chị hãy cầm viên đá nhiệm màu và nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đó. Chúng ta phải sử dụng nha. Không biết chị Đồng Thủy về tiền hay sao lại lên hình ảnh nhỉ? Vui quá, sáng sớm ra đã nhìn thấy tiền rồi. Đó, được không ạ? Cho nên chúng ta cũng vậy nha. Hãy viết ra những cái điều này giúp Thủy. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành 10 phút đúng không ạ? À, rèn luyện tâm thân trí của mình. Còn cái bài tập này thì sau đây là anh chị tự làm nhá. Phải nhớ phải làm nhá. Đó, nhá. Nhớ phải làm nhá. Tìm ra một cái điều chưa được tích cực đó. Sau đó viết lời biết ơn 10 điều. À, sau đó mỗi một lời đằng sau cái từ đó thì mình sẽ nói từ cảm ơn 3 lần liền và cảm ơn nó là đã giúp cho mình thoát khỏi cái điều đó đúng không ạ? Đây và mỗi ở cuối danh sách thì mình sẽ nói rằng cảm ơn vì cho tôi giải pháp hoàn hảo nha. Cái bài tập này anh chị làm giúp Thủy nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đặt chuông. À, làm 10 phút nha, chúng ta rèn luyện tâm thân trí của mình. Anh chị chờ xíu, chị sẽ đặt chuông rèn luyện tâm thân trí của mình nha. À, bây giờ là 2 giờ 11. 2 giờ 11 thì là đến 2 giờ 21. Ok. Rồi. À, nó là 2 giờ 22. Ở Việt Nam là 8 giờ 22. Mình sẽ rèn luyện tâm thân trí của mình nha anh chị nha. Và khi mình trong quá trình mình rèn luyện mình tập trung cái vào hơi thở của mình thôi anh chị. Trong quá trình anh chị tập trung thì sẽ có ông cố vấn chiến lược đến nói chuyện với anh chị. Thì anh chị sẽ nói làm sao? Cảm ơn bạn đã chia sẻ. À, xin mời bạn ngồi qua một bên đúng không ạ? Rồi chúng ta lại tập trung vào hơi thở của mình nha anh chị nha. Để làm điều này để làm gì? Thì trong một thời gian dài chỉ cần sau 28 ngày thôi, anh chị sẽ tập trung
vào những cái điều mình mong muốn, tập trung vào hơi thở của mình, tập trung vào điều mình mong muốn. Mỗi khi anh chị ra một quyết định gì đó, sẽ có tiếng nói nhỏ đến và anh chị không cần quan tâm những tiếng nói nhỏ đó đâu anh chị. Khi mà mình đã rèn luyện thành một thói quen ấy, là lúc đấy mình chỉ tập trung vào mục tiêu của mình thôi. Thì bây giờ bắt đầu từng ngày một, có thể là ngày hôm nay, bên tập trung về cái bên 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 tiếng nói nhỏ nó chỉ 80%, mình có 20% bạn, nhưng mình sẽ rèn luyện, mình rèn luyện từng ngày một để mình thay đổi lại. Đúng không ạ? Mình là 100% còn nó 0% luôn. À, ông cố vấn chiến lược ông chỉ đến mấy ngày đầu thôi anh chị, những ngày sau không có đến nữa đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nha. 10 phút bắt đầu. Xin mời tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị nha. Các bạn ở trên live stream chúng ta cũng làm cùng với Thủy luôn nha. Chúng ta sẽ có 10 phút tập trung vào hơi thở của mình thôi. À, đó. Và ông cố vấn chiến lược đến thì mình sẽ nói cảm ơn bạn đã chia sẻ. Rồi sau đó mình lại tập trung vào hơi thở của mình nha. Rồi xin mời tất cả các anh chị.
Tuyệt vời quá, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Quá tuyệt vời luôn. Nhi ơi, Nhi, giao tiếp tiềm thức chưa? Quá tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả các anh chị chúng ta nha. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đó, chúng ta 10 phút, nên sẽ lên dần 15 phút. Hôm nay là đang có nhạc đúng không? Ngày mai thì sẽ ban tổ chức cho chị xem, xin lên tiếng nhạc nhá. À, quá tuyệt vời, anh chị. Quá là tuyệt vời rồi. Cái bài tập ngày hôm nay anh chị sẽ về anh chị giúp Thủy. Lần này không có nhạc đúng rồi. Chị lúc ấy mình chót nhắm mắt hình dung nó rồi anh chị. Không sao, ngày mai ban tổ chức sẽ cho thêm nhạc xíu nhá. Và cái bài tập ngày hôm nay anh chị về anh chị làm giúp Thủy nha anh chị nhá. Đó, tuyệt vời. Rồi thì xin chân thành cảm ơn nhóm trưởng Miss Thanh Tú, nhóm trưởng Công Minh, nhóm trưởng Văn Thông, nhóm trưởng Khắc Hùng cùng tất cả các anh chị em đã theo dõi bài chia sẻ của chúng ngày hôm nay. Chúng ta quá tuyệt vời, chúng ta hoàn thành xuất sắc cái bài chia sẻ của ngày hôm nay rồi. Bài thực hành của ngày hôm nay thì xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào 12 giờ trưa nay.
sau cái chương trình là Một đời giàu có đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống của mình. Đó đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm những cái công việc chúng ta thường làm và chúng ta tập trung vào, nhớ nhé, tập trung vào những cái điều tích cực, những cái suy nghĩ tích cực, đó, và để chúng ta thu hút được những cái điều tích cực đến với chúng ta nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn nhà, cảm ơn chị Hương. Các bạn cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn của mình, những người gửi đường link cho anh chị đó để đưa anh chị đến cái môi trường học tập tuyệt vời này. Và cảm ơn chị Hương, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các anh chị em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào 12 giờ trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn, cảm ơn. Vợ a mờ, ơ en ngờ, hé môi xinh nói lời cảm ơn. Vợ a mờ, ơ en ngờ, hé môi xinh nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.